Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Huyền Thoại Hải Tặc Đại Chiến nha anh em. Và link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhá. Mà dạo này cái mạng nó vào nó lâu lắm anh em ạ. Mãi mới có thể vào được cái tựa game này. Đúng là chịu luôn, chẳng hiểu kiểu gì luôn. Rồi chúng ta sẽ vào đây để xem là sẽ có cái gì. Hôm nay có quà gì không? Quà đăng nhập hàng ngày thôi. Quà ôi đây, bây giờ mới được quà mốc sự kiện chung anh em ạ, 7.000 game bây giờ mới được này. Mãi mới được cái quà sự kiện chung này, mình đợi từ hôm nọ rồi. Anh em nhá, đây là quà sự kiện chung. Ui, 7.000 game. Quá ngon, 50 cốc bia. Xịn xó này, 50 xu quay. Rồi, thế cũng là ngon rồi đấy anh em ạ, không tệ đâu nhá. Không hề tệ đâu, theo như mình thấy là không hề tệ. Nó lại có 7.000 game rồi. Hợp lý nhờ. Lại hợp lý rồi. Ước gì bây giờ Luffy lại có thêm một Luffy nữa thì ngon. Miễn phí này. Chúng ta sẽ mua thêm mấy cái này nhé. Ước gì tôi có một Luffy nữa nhỉ. Quyền tự chọn L1, L2 gì đấy. À, mình có thể là triệu hồi ra Yamato cũng được anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ triệu hồi ra Yamato nhé. Tôi có một quyển L2 anh em. Tôi sẽ triệu hồi Yamato đi. Để mình nâng cấp Yamato lên cho nó khỏe lên đấy. Cho nó team mình nó khỏe hơn chút nữa. L2 này. Bây giờ không biết là cái meta hiện tại của team của tất cả trong cái này nó là cái gì nhỉ? Mình không rõ là cái meta hiện tại nó là gì. Để mình xem cái thằng nào mạnh nhất trong cái này thì mình sẽ xem là như nào. Đây bị ăn đấm là đúng rồi. 95 này. 200 à? 200 này. Yasop này. Vẫn là Yasop anh em ạ. Top 1 đây. Riju. Yamato đúng rồi này. Uta. Đấy. Đây là những nhân vật mà chúng ta sẽ... lo. Khỏe quá nhờ. Chúng ta sẽ có Yamato là chính xác, cho Yamato đứng lên đầu đỉnh chóp luôn đấy. Chúng ta sẽ lấy Yamato đi anh em nhá. Lấy Yamato là đẹp. Yamato cũng mới à, cũng mới từ Tết à. Thế cũng là mới rồi. Và Yamato bây giờ đã được vào quyển đấy anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng để chỉ định lấy Yamato nha anh em. Chắc chắn rồi. Yamato, nice. Bây giờ sẽ nâng cấp cho Yamato lên thôi. 4 con à. Có tóc đỏ này. Tóc đỏ mình nhiều thế. Úi ôi. Mình lại để ông này á. Từ từ anh em ạ. Mình sẽ luyện tướng đi. Luyện tướng thông minh. Không có mà luyện này. Thiếu quá này anh em. Bây giờ lại thiếu tướng thông minh này. Thế bây giờ dị nhở. Mình ăn sự kiện nhá. Kiếm tướng thông minh đây anh em. Nhiều lúc muốn luyện mà không được này. 50. 200. Mình nghĩ sẽ lên cột mốc 200 là đẹp. 35 à, 35 thì cần 170 nữa anh em nhá. 170 lần chiêu mộ ở đây nữa là đẹp. 10 này. Cái này sẽ giúp cho có thêm tướng anh em ạ, để luyện tướng à. 20 này. Lúc cần lại không có nhá. 30 này. 40. Ồ. Oh. Ồ, oh, đầy tướng quá rồi. Chúng ta đầy tướng quá rồi anh em. Sanji à. Đầy tướng tôi lại phải ấy đi đấy. Lại phải huyết tế đi đấy anh em. Rồi. Cứ làm này đi để sau này sẽ có tướng 5 sao. Tướng 5 sao cũng khá là cần đấy. Thế nhưng mình thấy là cũng khá là cần thiết đấy. Nói chung là có đủ mạnh của cái hệ đấy thì cứ làm thôi. Đơn giản thôi. Đấy, cứ hợp thành các kiểu con đà điểu này là ngon rồi. Ok anh em. Hết tướng rồi. Bây giờ mình trong cái tướng ra còn bao nhiêu? 320 à? Nhớ mình mua thêm mấy cái túi đồ mà nhỉ? Mấy cái túi để mở ra ấy. Đó có 6 quyển này. Tín vật hải tặc này. Đá hộ mệnh này. Dương đá hộ mệnh trung cấp à? 20 thanh sô-cô-la. Dương lý chỉ 10 sao.
tướng 5 sao. Ơ cái ấy đâu nhở? Chứ không có cái mở rộng dương nhở? Hết sạch cái mở rộng dương rồi. Có cái mở rộng dương đây thì ngon. Thôi phải kệ thôi, chấp nhận. Cho kiếm thêm một mờ, thêm 5 thùng bia. Đấy là đặt cái mốc ấy đấy. Chiêu mộ đặc biệt à? Không, không, hết chiêu mộ đặc biệt rồi. Giờ chiêu mộ này thôi. Đủ 200 vòng là đẹp. Joju Vista. Tướng 5 sao lắm thế nhỉ. Bonnie. Và chúng ta cũng hết nhanh thôi anh em ạ. Mình nghĩ là mình sẽ hết nhanh thôi. Nhưng chúng ta cũng không có nhiều lắm nữa để mà làm nó lâu dài đâu. Chỉ đến tế này là cùng lắm rồi. Frankie rank cấp S. SS Killer. Tiếp tục chiêu mộ nhé. Chiêu mộ đây. Chúng ta được thêm một con tướng ở trong này nữa này. Và chiêu mộ càng nhiều thì càng tốt anh em ạ. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ kiếm thêm game. Joju. Ok. Rồi, tiếp tục chiêu mộ thêm nhé. Bên này sẽ có Drake. Rồi, lại phải huyết tế bớt anh em ạ. Huyết tế hoặc là luyện tướng bớt đi. Luyện tướng thôi. Cho luyện được vài tướng anh em ạ, cũng không nhiều lắm ấy. Thằng này có thể là Cavendish. Nhưng mà không luyện được tướng ấy nhỉ. Không luyện được mấy cái tướng này nhỉ. Vì tôi đang cần mấy cái tướng đấy ấy. Để nâng cấp cho con Yamato này. Thức tỉnh. Chẳng lẽ lấy Rayleigh đi à? Chẳng lẽ tôi chọn bỏ lấy chọn Rayleigh xịn xò đi. Baby đen nhé. Ở trong này, ở đây, trong này mình còn khá nhiều cái tướng hệ này để mình ấy này hợp thành này. Hợp thành được tận 11 con ạ. Ô tê, tôi cần khoảng 3 con, 4 con. Và 4 con thôi là được rồi. Mình có đầy mảnh nhưng mình không hợp. Thiếu gì đâu anh em. Yamato không có ấy cho nó lên thôi. Ơ, hợp thành rồi mà nhỉ. Vẫn thiếu á. Vẫn thiếu anh em. Lại nhỉ. Rõ ràng mình nhớ mình hợp thành rồi mà nhỉ. Đây hợp thành cái này đi. Hợp thành này. Chúng ta sẽ hợp thành thêm 2 con nữa. Đấy được. Ơ con này con 4 sao ạ. Không phải 5 sao. Con này 4 sao anh em. Đùa. Đùa tôi à. 5 sao này. Mình có Big Mom cơ. Không có con nào hệ ấy nhở. Zoro and the Dup. Toàn 4 sao anh em. Ok thôi hợp thành hết đi. Để làm gì để anh em có thể ghép được thành tướng xịn thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ ghép anh em nhé. Bắt đầu là luyện tướng này. Đấy luyện thoải mái chưa. Cần 2 con này. Ồ không đủ ạ. Tướng 3 sao, tướng 3 sao của cái hệ này đếch có luôn này. Chết rồi, lại thiếu mảnh rồi. Đấy, có mảnh của Yamato nhưng mà cũng không cho Yamato lên được ấy. Đấy, thế gọi là chuyện, thế mới gọi là chuyện anh em ạ. Hy sinh một con Rayleigh đi. Là tất cả sẽ được giải quyết luôn. Thuyền viên 5 sao tùy chọn. Oh my god, không được chọn thuyền viên xịn luôn. 3 sao. 4 sao này. Ô 4 sao không cần. Tôi cần 5 sao của cái hệ này này. Ớ không có luôn. Không có luôn anh em ạ. 5 sao của mấy cái hệ này thì quá nhiều. Mà cái hệ thông minh của người ta lại không có. Đây toàn con đấy thôi. Toàn con gọi là xịn sò thôi. 3 sao. 3 sao của cái hệ đấy cũng không có luôn. Không có luôn anh em. Tìm đỏ con mắt không thấy luôn. Ồ mấy cái đấy hệ đấy hiếm vãi lều. Anh em không để lại hiếm thật sự. Bây giờ hiếm quá. Không có luôn thì phải lấy hy sinh Rayleigh thôi anh em ạ. Rayleigh bây giờ không ai chơi ấy. 1, 2, 3. Tôi hy sinh một con Rayleigh vậy. Rayleigh không ai chơi. Đấy lên sao rồi. Tỷ lệ Yamato không phải là nhiều. Hết tiền ạ. Hết sạch tiền rồi.
đời này. Thức tỉnh tiếp theo thì cần thêm 5 sao. Luffy có thể lên được thêm mà, đúng không? Thoải mái. 5 sao gì? 5 sao đầy, 5 sao con này đầy anh em. Thức tỉnh thêm mà. Cần một con 9 sao. Ok. 3 con. 1 2 3. Thức tỉnh ầm ầm khỏe hơn nhiều đúng không anh em? Bây giờ mới cần Luffy này. Đấy, Luffy mình lâu lâu không chơi mình quên béng mất anh em ạ. Ê, quên hết luôn ạ. Con này có thể lên thêm được sao mà, 5 sao. 5 sao đấy là phải để dành. Luffy hoàn toàn có thể lên được thức tỉnh cho nó càng khỏe lên anh em. Đúng không? Nhận thưởng, nhận thưởng, nhận thưởng và nhận thưởng anh em. Bây giờ hình mình có vẻ là sẽ mạnh hơn rồi đấy. Rất nhiều game nhá. Lâu mình không chơi mình quên béng hết tất cả mọi thứ anh em ạ. Thề, không nhớ cái gì luôn. Giờ đi đi chiến đấu trong đấu trường chắc là khỏe hơn tí rồi đấy. Nhờ. Bản này, chiến trường này, đơn đấu này. Chiến đấu này. Đấu với mấy thằng vừa vừa tầm xem nào. 129.000. Cái ông này cũng lên được này. Ok, ui thua rồi. Nhìn này sao đấu được. Ôi. Một chém chết luôn anh em ạ. Dị thật. 172 đúng không? Mình đánh nhầm anh em ạ. 7 100 bao nhiêu nghìn ấy. Ok, bây giờ thì nó cũng đỡ hơn tí. Đánh nó khỏe hơn tí. Rồi nhá, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp.